Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của Salon ô tô Luxury Car Hải Dương. Địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Quý vị có thể gọi vào số hotline 0828066166 và số 0978607555 xem xe, lái thử xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Tại đây thì salon chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, đều có cam kết bảo hành xe hoàn toàn không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Salon chúng tôi ngoài mua trả thẳng ra còn có chương trình mua trả góp, lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn. Và quay vào chủ đề chính của cái video lần này, bên salon nhà em vừa về thêm một mẫu xe mới nữa. Đây là chiếc xe Kia Sedona, sản xuất năm 2018, động cơ 2.2 máy dầu bản full. Bản full là bản DATH đấy ạ. Hiện tại chiếc Kia Sedona này em đang chào bán ra với mức giá là 868 triệu, hỗ trợ banh lên tới 75% giá trị xe. Chiếc xe Kia Sedona này thì nó rất là hiện đại, hai cửa sau đều là cửa điện, cửa điện đẩy dọc theo thân xe nên là không phải mở cánh ra. Và option trong xe của nó thì rất là hiện đại, có tự động rửa đèn, rồi cảm biến trước sau, đèn bi xenon, giải led định vị ban ngày. Chiếc xe này thì được ví như là một chiếc chuyên cơ mặt đất của Hàn Quốc, rất đẹp. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, đăng kiểm song hành cùng bảo trì đường bộ tới tháng 9 năm 2021. Thì option trong xe thì có cái gì? Nội thất thì màu kem rồi, 7 chỗ ngồi. Ồ, có rất là nhiều option. Có sấy sưởi ghế này, sấy sưởi vô lăng, chế độ eco, chế độ cảnh báo điểm mù. Đã được lên màn hình Android rồi, điều hòa tự động. Đèn ổ start top, vô lăng tích hợp các cái phút phím điều chỉnh chức năng. Cửa sổ trời, cả hàng ghế trước, cả hàng ghế sau. Bên ghế lái thì có chỉnh điện, cân bằng điện tử, chống trơn trượt, đầy đủ hết. Và chiếc xe này có cả cảnh báo trạch làn, hệ thống cảnh báo trạch làn. Đây, đây là khoang thứ hai của chiếc xe. Cửa mở đây, cửa lùa điện. Và luôn có cả chức năng chống kẹt luôn. Ở hàng ghế thứ hai này thì được trang bị thêm hai màn hình LCD hỗ trợ giải trí xem video cho những hành khách ngồi phía sau đó. Và ở giữa này để chống một lối đi cho tất cả hành khách ở hàng ghế thứ ba, đi lại rất là thuận tiện. Đây, có cả bệ thì thay cho đỡ mỏi tay đây. Đây, đằng sau này có một cái cổng sạc điện thoại nữa, hai cái khay để cốc này. Ở trên này cũng có thêm hai khay để cốc nữa. Chiếc xe Kia Sedona đời 2018 bản phun dầu đặc biệt này chạy được khoảng tầm hơn 4 vạn km rồi. Đây là toàn bộ không gian nội thất bên trong chiếc xe, rất là sang trọng. Cửa gió điều hòa gắn ở trên nóc trần đó. Đây là khu vực điều khiển điều hòa cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Đây, màn hình LCD đây. Dòng xe này đi rất là đậm chất, êm ái.
sở hữu động cơ 2.2 lít tương đương với động cơ của Kia Sorento. Nhưng chiếc xe này vừa to lại vừa dài hơn. 7 chỗ ngồi vô cùng rộng rãi thoải mái. Rất là phù hợp với những gia đình nào hay đi du lịch, đi ra ngoại thì mua chiếc xe này rất là phù hợp. Máy dầu, tiết kiệm nhiên liệu, đi đường dài thì không lo tốn nhiên liệu. Và chỗ ngồi rất là rộng rãi, xe đi êm. Đó. Sau khi xem xong cái video này, nếu quý vị nào có nhu cầu muốn mua chiếc xe này thì liên hệ cho em vào số 0828 066 166 với số 0978 607 555. Em nhắc lại thông tin về mẫu xe này. Đây là chiếc Kia Sedona, động cơ 2.2 máy dầu bản đặc biệt, sản xuất năm 2018, hiện tại đang có mức giá chào bán là 868 triệu, hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 75% giá trị xe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video lần sau.